cuộc đời đưa đẩy đầy đau đớn đi đâu để được đổi đời đây ai đi đâu đổi đời thắng không biết hôm nay thắng tiếp tục đi giao giống cây trồng cho bà con trên cả nước một hành trình mới lại bắt đầu điểm đến ở đâu bà con xem đến cuối clip sẽ biết ha let go đi vô toilet thôi ý lộn let go lên đường lên đường bà con ơi một hành trình mới bắt đầu sự chuẩn bị còn thiếu thốn nên lên xe tranh thủ ăn bánh tráng trộn <laughs> mà nó không có top pin ăn cho đỡ sốt ruột bà con chứ đâu có đủ tiền đâu mà hành trình dài như thế này tới nhà khách rồi bắt đầu chú đón bên ngoài ha vô nhà giao cây cho chú đi ít vậy đó cái đi một đoạn đường là 200 km từ nhà thắng tới nhà chú điểm đến này cũng nổi tiếng nha điểm cuối của tổ quốc chúng ta tỉnh cuối cùng luôn là tỉnh nào bà con ơi khúc này vô nhà chú rồi nha vô nhà chú xong cái chú dẫn gần sao coi chú nói bữa chú mua cây mận trồng 3 năm rồi con mình không cho trái chắc chuyến này chú cho nó thành củi luôn quá <laughs> thắng cũng hỗ trợ chú cách để làm gốc cho trái mà ngộ mận ăn phước sao nó không đậu thiệt là lạ luôn á chắc cây giống tâm phúc mới phù hợp với chú giao xong tối rồi bắt đầu không biết đường về rồi đi lang thang lang thang luôn cà mau thẳng tiến